Chiến thuật không quân mới của lực lượng hàng không vũ trụ Nga trong vùng hoạt động đặc biệt sẽ khiến cho Ukraine phải lo lắng. Trên thế giới ngày hôm nay có nhiều thông tin đáng chú ý, đặc biệt là những nội dung chính yếu sau đây. Chiến thuật không quân mới của Nga báo động đỏ cho Ukraine Ông Obama bình luận về việc sát nhập bán đảo Crimea. Nga và Ukraine lên tiếng Lý do Ukraine khó chọc thủng phòng tuyến của Nga Chiến thuật không quân mới của Nga báo động đỏ cho Ukraine Tờ Business Insider trong một loạt bài báo cho biết, chiến thuật không quân mới của lực lượng hàng không vũ trụ Nga đang ngày càng khiến cho Kiev lo lắng. Các quan chức quân sự cấp cao của Ukraine đã bày tỏ sự lo ngại về ưu thế không quân và pháo binh của Nga trong hoạt động phản công, cùng với những giao tranh ác liệt. Business Insider nhấn mạnh rằng trực thăng tấn công K-52 của Nga hoạt động đặc biệt tốt, Quân đội Ukraine vượt ra ngoài tầm hoạt động của hệ thống phòng không, cho phép Alligator của Nga tự do tấn công kẻ thù bằng súng 30mm hoặc tên lửa chống tăng. Relay Bailey, chuyên gia từ Viện Nghiên cứu Chiến tranh cho biết, ngoài ra Nga đã bố trí các máy bay và trực thăng rất gần tiền tuyến, điều mà họ trước đây đã tránh làm. Theo ông Bailey, các hệ thống tác chiến điện tử của Nga gây nhiễu rất nhiều vào lực lượng vũ trang Ukraine và các bãi mìn trở thành nỗi ám ảnh thường xuyên với đặc công Ukraine. Do vậy, những thách thức đối với một cuộc phản công, đặc biệt là ở phía Nam, bao gồm khả năng phòng thủ hiệu quả của quân đội Nga giàu kinh nghiệm, trong đó tuyến đầu tiên ngăn chặn bước tiến của kẻ thù bằng pháo và mìn, sau đó là các cuộc phản công ở tuyến thứ hai. Cuộc phản công của Ukraine đã bắt đầu từ ngày 4 tháng 6 trên các hướng Junodones, Japorohi và Atemos, với mũi tấn công chính của lực lượng vũ trang Ukraine tập trung vào khu vực Japorohi của mặt trận. Kiev đã đưa vào cuộc phản công các lữ đoàn chiến đấu được huấn luyện bởi các chuyên gia NATO và được trang bị bởi các thiết bị của phương Tây. Tuy nhiên, quân đội Ukraine đến nay không thành công ở bất kỳ hướng nào và chịu tổn thất nặng nề. Cựu sĩ quan tình báo Mỹ Skoriter nhận định, Tổng thống Zelensky sẽ phải thừa nhận thất bại của Ukraine trong cuộc phản công. Theo ông, Zelensky đã cố gắng bằng mọi cách có thể để làm hài lòng các bậc thầy của mình từ NATO, chứng minh những thành công lớn của lực lượng vũ trang Ukraine trước thềm hội nghị thượng đỉnh của khối liên minh quân sự, nơi vấn đề Ukraine sẽ trở thành một trong những vấn đề quan trọng nhất. Reuters nhấn mạnh, quyết định khởi động một cuộc phản công của lực lượng vũ trang Ukraine được đưa ra hoàn toàn dựa trên những cân nhắc chính trị. Ông lưu ý rằng Zelensky đã không thực hiện được kịch bản quân sự mà NATO muốn thấy. Nếu đến Vilnius vào ngày 11 tháng 7 tới, chúng ta sẽ chỉ thấy bức tranh về những người lính đã chết, thiết bị bị phá hủy, sự đầu hàng. Ukraine sẽ phải thừa nhận rằng đã thua trong cuộc chiến. Và kẻ thua cuộc không phải chỉ Ukraine mà còn cả NATO và tập thể phương Tây, cựu sĩ quan tình báo Mỹ Reuters nhận định. Ông Obama bình luận về việc sát nhập bán đảo Crimea, Nga và Ukraine lên tiếng. Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, những nhận xét gần đây của cựu tổng thống Mỹ Barack Obama về bán đảo Crimea có một số điểm hợp lý. Trước đó trong một cuộc phỏng vấn được CNN phát sóng vào hôm 22 tháng 6, ông Obama thừa nhận rằng một phần cư dân trên bán đảo đã ủng hộ lập trường của Nga vào năm 2014. Có một lý do vì sao không có cuộc tấn công vũ trang nào vào Crimea năm 2014 là bởi vì Crimea có rất nhiều người nói tiếng Nga cựu lãnh đạo Mỹ nói với các phóng viên của CNN, có một số luồng ý kiến rất đồng cảm với quan điểm rằng Nga đang đại diện cho lợi ích của họ. Bình luận về phát ngôn của ông Obama, ông Peskov cho biết, thỉnh thoảng lối suy nghĩ như vậy lại xuất hiện ở Mỹ. Ông nói thêm, thực sự có một nhóm đủ lớn gồm các chính trị gia ủng hộ ý tưởng phát triển quan hệ tốt đẹp với Nga và những người đã nói lên tiếng nói để phản đối việc áp đặt làn sóng bài Nga Tuy nhiên, người phát ngôn Điện Kremlin tỏ ra không đồng tình với ước tính của ông Obama về số lượng người Chechnya ủng hộ việc thống nhất với Nga. Đó không phải chỉ là một bộ phận nhất định người dân Crimea, mà thực tế là toàn bộ người dân Crimea muốn trở thành một phần của Nga, ông Peskov nói. Phát ngôn mới nhất của cựu Tổng thống Obama đã vấp phải sự phản đối từ phía Ukraine. Cố vấn Tổng thống Ukraine Mikhail Podolyak viết trên Twitter. Nếu ông Barack Obama công khai tuyên bố rằng việc Nga sát nhập Crimea vào năm 2014 là hợp pháp và chính đáng, thì chúng ta không nên ngạc nhiên rằng ngày nay có một cuộc xung đột quy mô lớn đang cướp đi sinh mạng của hàng trăm nghìn người. Giải thích về phát ngôn của mình, cựu Tổng thống Mỹ lập luận rằng ở thời điểm đó, các đồng minh phương Tây đã không cung cấp cho Ukraine bất kỳ sự hỗ trợ vật chất nào để chống lại Nga hoặc phản đối việc sát nhập, ngoài các biện pháp kinh tế hoặc ngoại giao. Nga tuyên bố Crimea là một phần hợp pháp của nước này vì phần lớn dân số trong khu vực là người gốc Nga và nói tiếng Nga, một quan điểm mà châu Âu có thể hiểu được. Ông Obama nói, một phần của những gì đã xảy ra là cả tôi và Thủ tướng Đức khi đó, bà Angela Merkel, người mà tôi rất tin tưởng, đã phải thúc giục rất nhiều người châu Âu khác lên tiếng để áp đặt các biện pháp trừng phạt để ngăn chặn Nga tiếp tục làm điều tương tự với Donbass và phần còn lại của Ukraine, ông nói thêm. Ông Obama nói rằng ý thức về bản năng và khả năng chống lại Nga đã nhen lên ở Ukraine sau cuộc sát nhập năm 2014, và đó là nguyên nhân dẫn đến sự phản kháng quyết liệt hiện nay. Ông nói, chúng tôi đã thách thức Tổng thống Nga Putin bằng những công cụ chúng tôi có vào thời điểm đó. Lý do Ukraine khó chọc thủng phòng tuyến của Nga dù đã được phương tây hậu thuẫn quân đội ukraine đến nay vẫn chưa đạt được mục tiêu chiến lược trong cuộc phản công một trở ngại lớn của kiev hiện nay là phòng tuyến surovikin của nga tổng thống ukraine zelensky thừa nhận rằng cuộc phản công của họ đang diễn ra chậm hơn kỳ vọng mà nguyên nhân là ông lo ngại về cuộc sống của người dân ngược lại moscow cho rằng Lý do là Ukraine đã tổn thất hàng nghìn binh sĩ, hàng trăm xe tăng và xe bọc thép, trong khi chỉ đạt được những bước tiến rất nhỏ. Một cựu điệp viên hàng đầu người Estonia trong tuần này tiết lộ, các tuyến phòng thủ dài của Nga đã cản trở đa phản công của Kiev. Theo ông này, những đơn vị Ukraine được đồng minh phương Tây đào tạo huấn luyện và trang bị vũ khí đều chưa đạt được bất kỳ mục tiêu chiến lược nào trước hội nghị thượng đỉnh của NATO ở Vilnius vào tháng tới. Dù Kiev không công khai các mục tiêu này, song giới truyền thông Mỹ và các tổ chức tư vấn của Washington đều nhận định. Mục tiêu chính của Kiev dường như tập trung vào các đất hành lang trên bộ giữa bán đảo Crimea và đất liền Nga ở khu vực Chaporizhia và Kherson. Phong tỏa bán đảo này tấn công sâu hơn vào Nga. Phòng tuyến Surovikin một thuật ngữ lần đầu tiên được truyền thông Anh sử dụng vào cuối năm 2022 nhằm đề cập đến việc Nga xây dựng các vị trí phòng thủ dưới sự chỉ đạo của tướng Sergei Surovikin. Ông Surovikin từng là chỉ huy chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine từ tháng 10 năm 2022 đến tháng 1 năm 2023 và được đánh giá là đã giúp cản đà phản công của Ukraine. Ông Surovikin 56 tuổi có gần 40 năm phục vụ trong quân đội Liên Xô và Nga đồng thời giữ chức vụ Tổng tư lệnh lực lượng hàng không vũ trụ Nga kể từ năm 2017. Ông từng là chỉ huy trong chiến tranh Chechnya lần thứ hai vào những năm 2000. Vào những năm 2010, ông là chỉ huy các lực lượng Nga ở Syria. Trong thời gian chỉ huy lực lượng Nga ở Ukraine cuối năm ngoái, ông Surovikin đã chỉ đạo xây dựng mạng lưới phòng thủ kiên cố để đề phòng kế hoạch phản công của Ukraine. Theo các báo cáo và phân tích của giới truyền thông, các tuyến phòng thủ này là một mạng lưới phức tạp, nhiều lớp, gồm chiến hào, bãi mìn sát thương và hào chống tăng. Răng rồng chống tăng cũng như các gờ đất được nâng cao để che chắn cho các thiết bị quân sự. Tuyến phòng thủ này dài gần 2.000 km qua Kherson và Chaporizhia, cũng như Crimea, Donetsk, Lugan và phần lãnh thổ của Nga giáp Ukraine ở phía Bắc. Hệ thống phòng thủ này của Nga được phát hiện thông qua các ảnh chụp vệ tinh của phương Tây. Khả năng Ukraine phá hủy phòng tuyến này của Nga bị hạn chế bởi một số yếu tố, trong đó phải kể đến việc Moscow đang có ưu thế trên không. Ukraine cũng khó có thể nhắm mục tiêu vào các công sự của Nga bằng cách sử dụng pháo binh và tên lửa. Nguyên nhân là họ phải liên tục đối mặt với nguy cơ Nga phản công bằng không quân và pháo binh. Chưa kể Nga đang sử dụng hiệu quả chiến thuật Maskiroka, tức là che đậy và ngụy trang. Chiến thuật này liên quan đến việc sử dụng thiết bị giả, mồi nhử, lan truyền thông tin sai lệch và triển khai các hoạt động đánh lạc hướng để khiến lực lượng Ukraine bị nhầm lẫn. Một yếu tố khác nữa là tuyến phòng thủ Surovikin kiên cố rất dài, chạy từ Kherson ở phía nam đến biên giới phía nam của Nga với Belarus ở phía bắc. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự quốc tế ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trong các bản tin kế tiếp mong quý vị hãy bấm đăng ký kênh và bật biểu tượng hình chuông để không bỏ lỡ những thông báo mới nhất từ chúng tôi cảm ơn quý vị xin chào và hẹn gặp lại